cây đa nha, banyan tree, the big big banyan tree. À, đây là cây đa, rồi cái chỗ này là vườn địa đàng nha. Chim nó bay tùm lum hết đó. Mà quý vị để ý nha, chim ở đây là nó bay tự do chứ không phải là nó bị nhốt gì đâu nha. Mà nó vào để nó ăn nè, đâu có ai lồng kiến gì đâu. Nó bay tự do đó. Nó khôn quá trời, nó vô đây nó được ăn. Ở ngoài đâu có được ăn đâu. Khôn quá trời. Chim con to kìa. Ooh la la, look at that. Mấy con bird này là free đó nha, look at that, đâu có chuồng gì nhốt tụi nó đâu. Đúng là đất lành chim đậu nha. Đất lành. Đất lành chim đậu. Người ta đá vô đó bắt thành. Rồi đi nha, đi đón taxi.